Xin chào cả nhà nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thế hôm nay buổi trưa hôm nay ấy, thì trời có mưa, thì ở nhà giờ nắng ra ấy, thì đi câu cá mọi người ạ. Hằng với Khay thì đi câu cá trước mình, mình thì làm quả bò ấy, giờ mới xuống mọi người ạ. Đây ao nhà mình này mọi người này. Thế nào Nhập không câu cá à? Chơi điện thoại thôi à? Kém quá nhờ. Hú, Khay được một con kìa. Được không? Đây, mọi người đi xem thành quả của Khay với Hằng câu nhá. Đây, bụi măng ngọt nhà mình này mọi người này. Cả hai ao mình đều trồng măng hết. Vừa chắc bờ ao xong là vừa có măng để ăn. Đâu xem nào. Ui trơn quá. Ồ đây này, trong này này mọi người này. Hai cá chép ấy. Hàng cá chép à? À đây. Ồ đủ bữa tối rồi này. Ồ, không biết tối Khay chế biến món gì đây. Hàng sắp được rồi kìa. Ôi rồi trượt rồi. Mình đến nó sợ mình hay sao ấy. Chả câu được con nào luôn. Mình câu ở đây này, không biết được không? Thử vận may xem thế nào. Sao nó không cắn nhỉ? Hô hô, hàng kia, cá chép à? Nhỏ nhỉ? Nhỏ không lấy nhà hàng nhờ? Được 3 con cá chép rồi. Ở chỗ này sao nó không cắn đâu. Kinh nghiệm thì hỏi hàng cái kia hàng nhờ. Bánh ma là mướn thì nhận ăn. Có khổ quá. Đâu ra, úi rồi, xin nó được rồi. Ơ đùa đâu, thật mà. Có cá cắn ở đây rồi. Cắn không Hoàng ơi? Rồi, tránh thử xem nào. Ui bố. Hử? Lúc trước bố câu được con cá to lắm ấy. Kìa. Con cá to đấy hử. Nhỏ hơn con cá chê đấy. Bố cho phải ghi lại phim ở đây. Cái cá xa vờ mấy con cá to chứ. Chị nhìn ở dưới xem có cua không kìa. Cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi. Được rồi Hằng, úi dồi ôi, trượt rồi. Được rồi. Úi.
Làm cá rác chưa ăn được. Thương nhiều. Đây 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 đây, có cá đây rồi. Sao lại không kéo tiếp nhỉ? Tưởng có cá rồi. Đáng ra phải có cá rồi đấy, quả đấy. Đội này lại không máu ăn mồi rồi. Chắc tôi sẵn thôi. Cua. Con cua. Để ui. Ui. Trượt mất. Con cua ăn ngon thế nhỉ. Cá đi rồi. Ui giời. Hết mồi rồi, hết mồi rồi. Mẹ bố cho câu một lần đi. Đấy, 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 đại cá rồi. Thằng câu giỏi lắm bố, còn chưa câu một con nào. Chốt câu một. Này, lấy đi. Béo đấy. Con rô phi này nó nhiều loại lắm à. Bố chốt câu một lần đi. Đâu để bố câu con á. Út câu đi. Út đi câu nhiều rồi, để bố, bây giờ bố mới xuống để bố câu chứ. Nhưng mà út. Bố nhìn này, bố nhìn nhá. Hên đây nhá. Cá cắn đây rồi. Bố cho vào tha chỗ rồi. Không sai đâu. Cá bố cắn bây giờ đấy. Quay đấy. Ừ. Đi nó mắc có quay cơ. Mắc dịch. Con kia mỏi quá. Làm thế này thì cá nhìn thấy. Đi. Chú bé tí. Thả cho hộ cái. Bố ơi bố, nó to thế đấy. Con bé có lấy không? Khay. Không lấy được. Đấy đi chờ các để các bếp đi, con bé ngon mà. Bố chốt câu. Đó. Bố chốt câu đi. Đây, bố lại câu một con nữa nhá, xem nghiệp xem nhá. Con chưa được câu. Ừ, tí cho út câu. Ui, chú. Ui. Chưa gây chưa gây chưa. Bây giờ mới có tác dụng rồi đấy. Mới thổ trột tai rồi đấy. Đuôi 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 đuôi. Bố kêu tới thời rồi đó. Sửa chưa, sửa mồi chưa? Không một tí cũng được mà. Không cần nữa đâu, sửa đi, sửa tạm đó. Lấy cá chỗ Hằng đó. Hay. Ừ. Đây cá đây rồi, cá đây rồi. Đến đi mày, đến đi. Con này gọi nó là đến nó bố ơi, không giống như con chó nhà mình đâu. Ăn đi ăn cá, ăn ăn mồi đi mày. Mỗi một tí về con hai. Nghe đấy. Chết rồi. Chưa. Bố lên, chưa. Nó còn mỗi cái khúc đấy. Một con cá đấy, đừng có đùa. Con này con bé rồi, con to phải kéo luôn. Không. Chắc hết mồi mất rồi. Con to. Hết mồi rồi, hết mồi, khả năng hết mồi. Con to đấy bố đấy. Nó từ sập sập như thế này. Đấy, để mơ đi cơ. Bữa này nó mày này. Hết mồi thật rồi. Đâu còn mà, còn một tí mà. Đây, thả tiếp nha, nghiệp nha. Đấy, có cá cắn ngay đấy. Xong, ui dồi ôi. Thế này mới nó mới bị đừa.
Ý, bảo rồi. Thấy chưa? Cái này to rồi. Cái này con đi câu ở ao kia là con như thế này là to lắm rồi. Nhiều quá rồi. Xem vô lấy một con nữa nhá, hàng Nhập nhá. Ăn hết nổi rồi này. Đây, đấy một con nữa nhá, Nhập nhá, xem bố lấy nhá. Ô, con này con bé. Cứ lấy đi. Không lấy hết. Chỉ thoảng mới đi câu. Thỉnh thoảng đi câu. Con sao lấy con lấy à? Sao thế nhỉ? Nghe nói bạn sợ ma, tôi sẽ dẫn bạn đi xem lòng bò xào xạ ớt. Bữa nay sẽ dẫn hàng không à? Sao hàng không được đấy nhỉ? Chưa tới lúc. Chưa tới lúc à? Đây, đấy một con nó nhanh nhèo nhá. Xem đây, xem bố lấy này. Đấy nhá. Đây trong Nhập này bây giờ này. Nhớ ơi. Thôi đi về chưa? Được nhiều rồi nhỉ. Tôi không muốn về luôn. Đây thành quả đây nhá mọi người nhá. Bắt ra là khay ơi. Đổ ra chứ. Đổ ra đi. Đổ vào rổ ấy. Có cái rổ nào không? Con này là con to nhất rồi. Đấy, thành quả đi câu mọi người ạ, rất là nhiều luôn. Chúng không cầm được.
Nhiều chưa mọi người? Rất hết nghiệp rồi. Đấy. Chết cả chết. Đây chết nướng mới nấu canh nhỉ Khanh nhỉ? Tối ấy nhỉ? Nấu với à cây gì nhỉ? Cây mùi. Bố nó muốn cắn út nhìn này. Nấu với phắc sọ. Bố nhìn nó muốn hả? Cắn út này. Nó muốn cắn út. Nhìn này đã chắc. Mắt con đỏ nữa. Cá lai à? Cá rô phi lai đấy. Lai con gì đấy? Chỉ lai con cá rô phi. Nó chỉ lai mua một con thế. Con này là cá gì đấy? Đấy, to không? To lắm. Đẹp nữa. Cái này màu đẹp lắm. Cẩn thận nhá, chọc tay lau quá mẹ. Đây giờ sẽ vào trong vườn để hái một ít gia vị cùng với cây mùng về nấu canh. Có phác sọ. Đây cây mùng của mình ở dưới rừng chuối này. Này Khanh lấy cây mùng ở đây này. Trên mình hay có thói quen dùng que để cắt nhé, cắt cây mùng với cây bon ấy, kiểu nó dạng như cái tập quán hồi xưa rồi, tức là nếu mà lấy dao đấy sắt cắt ấy thì nó hay bị ngứa, họ bảo thế, ông bà bảo thế. Đây em bò nhà mình này, chăm bọn nó rất là vui luôn mọi người ạ. Đấy này, đấy cây mùng về rồi nhá mọi người nhá. Giờ vào trong vườn hái thêm một ít gia vị nhá. Đi ao về à? Hái một ít ngọn su su về luộc ăn. Đây mình hái một ít lá lốt nha mọi người nha, về nấu canh. Hái kiểu này tí về vặt sau. Vào trong này hái một ít ngọn ớt, ngọn cây ớt ấy, làm rau luôn mọi người nhé. Cái này cho ít thôi nhỉ Khanh nhỉ? Cho càng nhiều càng ngon á. Có cho ngọn sắn không? Không cho à?
Này, giờ Khai sẽ chuẩn bị sơ chế cá để luộc mấy con cá để tí nấu canh nha mọi người nhá. Luộc trước mình còn vỏ xương ấy. Mình chọn những con to của nó để mình lọc xương nó dễ. Ủa, con này đen nhở? Con này màu xanh chứ không phải đen. Con to mà, nấu canh cần hai con thôi. Cái này mình chỉ cần cạo vảy thôi nhỉ. Còn xương sủng các thứ tí mình bỏ ra sau cũng được. Làm thôi nữa. Đây, rau thì mình đã rửa xong nhá. Ở trong này có đây là hành này, rau hẹ này, lá lốt này, cây mùng này, răng xong là ngọn của cây ớt đấy mọi người. Cái này để một tí nữa là Khai sẽ thái xong cho vào nồi canh. Đang đấy cá ra để nhặt xương. Cá rô thì nhặt nhanh thôi mà. Không có xương nhỏ mấy cá rô này. Đun nước để trước nha mọi người nhá. Cho bếp ga kia. Đấy. Nhặt xương nha mọi người nhá. Đẩy bốc luôn đi cho nhà anh. Cái này xương dễ thôi mà. À, giờ là mình tắt máy để nhặt cùng Khay đấy. Đây, sau một lúc thì vợ chồng mình đã lọc xanh xong, lọc xong xương cá nha mọi người nhá. Đây phần mang cá này, đây xương có còn một cái này, này. Đây, phần mang cá và phần đầu cá thì gia đình mình thích ăn nên là mình cho vào, nếu mà các bạn không thích ăn thì các bạn bỏ ra. Đấy. Giờ đã cho vào nồi nấu canh lên thôi nhỉ. À đây một cái này xương này. À không, xương đầu nó thì không sao đâu kìa. Nó ở nguyên cục được. Giờ cho cá vào nha mọi người nhá. Khai bảo là sẽ thái cây mùng này với gừng xả cho vào trước. Bởi vì cây mùng ấy thì nó có tính ngứa một chút nên là mình phải nấu nó kỹ hơn. Chạy rồi. Nhặt tôi. Cho muối mì chính. Đây, bóc thêm một ít tỏi cho vào nữa. Giờ đến công đoạn là thái rau tổng hợp. Lá hẹ, lá hành, lá lốt, ngọn ớt. Thì món này canh này có lá hẹ, hành, ngọn ớt, lá lốt, xả, tỏi, gừng, đấy, muối mì chính, cá, cây mùng. Chỉ cần ớt bột thì sẽ ớt bột.
khay cho bột gạo vào này. Thịt cá, cá nổi trắng lên nhỉ. Chưa. Lúc nữa. Cho rau vào nha. Hứa hẹn nồi canh này sẽ rất là hấp dẫn đấy. Nhìn hấp dẫn chưa mọi người ơi này. Ô, nóng quá, nóng quá, phải chạy nhanh thôi. Chạy đi, chạy đi. Đây, nhìn hấp dẫn chưa mọi người ơi. Này, chú. Đi. Đây, con trai lớn rồi nha, biết giúp rồi nha. Biết sắp cơm lấy nghiệp nhờ. Đói chưa? Phần dài mà đi nhập. Đói lắm rồi à? Trong sao cứ quý như con rùa thế nhỉ? Người bé sao xấu trai lắm, quý như con rùa ấy. Phần dài vào đi. Nóng kệ đi, mặc thế cho mát nhập nhỉ? Ông cũng mặc mà. Mặc đâu? Chưa. Ông béo hơn rồi à? Ăn thôi. Đây là món canh cá với cây mùng mà khay chế biến nha mọi người nhá. Một đĩa cá nướng này. Một đĩa ngọn su su luộc để chấm chẩm chéo. Đây chẩm chéo đây nhá. Một ít thịt lợn nướng nữa. Rồi, xin mời mọi người ăn cơm cùng gia đình mình nhá. Hôm nay là gia đình mình ăn món cá rô phi nấu với cây mùng. Làm canh thôi. Một món rất đơn giản gần gũi miền quê. Chuẩn ra thì phải gọi là rau tổng hợp nhỉ khách nhỉ. Bởi vì có cả ngọn ớt này, hành này, lá hẹ các thứ. Ăn đi nghiệp. Ngon lắm này. Nó mồi vật vội ra đây. Thổi nhá, nóng đấy. Nóng lắm cơm mà. Nhịp chọn ngay cái đầu cá mọi người ạ. Khay cho ớt bột vào. Trong cái ớt bột đấy thì có ớt rang này cộng với quả mắc khén, tức là tiêu rừng ấy. Không có à? À, ớt bột không à? Thế thì không ngon mấy, phải có mắc khén mới ngon. Cái đấy mới chỉ cay thôi. Ngon quá. Thế nào hả? Ăn được chứ. Ngon nhỉ, cái ngon nhỉ. Cái ngon hả? Không ngứa được bác. Không ngứa đâu. Ngon quá. Cây mùng một cây rất là đơn giản nhưng mà chế biến món ăn thì khá là lạ miệng đấy mọi người. Cái này bóc ra chấm nước mắm chua cũng ngon. Ăn sống. Cái này mà nộm với nước mắm chua là ăn ngon đấy. Hôm nào mình làm món đấy để ăn đi nhỉ? Mà ăn cơm cá chép. Ba con cá chép nướng mà. Một con út thấy một con nó có cả râu. Thế à? Nó già, có râu đấy. Sẽ biến dạng đêm nghề mà. Nó già. Cá chép biến dạng, có râu rồi. Cá chép biến dạng rồi nên là có râu à? Ngọt quá. Canh cây mùng nó ngọt ngọt xong đắng đắng của một tí ngọt ngọt ớt nữa nên là ăn nó rất là lạ nha mọi người.
Rồi giờ là mình sẽ đặt máy để ăn cơm rồi đấy. Nướng ngon lắm. Cá kép nướng ngon lắm. Đồng nghiệp dịch viên bệnh ý nào nghiệp ơi. Dịch bên này để tránh máy quay tí. Tránh ấy, Minh Hà. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình mình nhá. Ừ. Mày chợ mà ăn cây mùng mọi người ạ. Đâu ớt bột của Khai đâu Khai? Gần không biết đấy à? Thịt lợn không ai ăn rồi nhờ. Cứ ra này. Nhiều quá. Đấy không? Nhiều quá mọi người ạ. Khả năng sẽ hơi cay. Mời mọi người nhá. Sướng quá mọi người. Cay cay ngọt ngọt đắng đắng. Cay của ớt, ngọt của cây mùng. Đắng của ngọt ớt. Xong là bùi bùi của thịt cá nữa, rất là ngon. Mix. Ăn cho khổ mà. Ta lôi nó cuốn trong 35 ra. Ghé một tí thôi chẳng chéo luôn. Con ăn nhẹ đó. Ngon không nè? Ngon. Nhiều ăn nhiều rồi, nhiều nhiều. Ăn cây ngoài cho một khi đó đi. Sẽ ăn cả chảo với ăn. Thế cơm cháo à? Ăn canh luôn, ngon lắm. Cơm đó ngon thì nhiều lắm đấy. Không biết no đâu. Mình dọc. Ăn mẹ anh thì nó tất thì nó ăn. Ừ. Ở đây nè, chắc nguyên. Đó, thằng không gọi nữa. Ừ. Thế một bát luôn, ngon, kỳ luôn. Ăn, chả mấy kia, em phản hồn nữa nè. Còn nhiều lắm, thằng ơi, ăn đi. Đó, sẵn sàng. Vâng. Bố thì thích ăn cá nướng hơn. Bố với mẹ. Bố với mẹ. Ôi bố đó. Bên này ít người hơn. Bát kia ngon hơn đấy. Nên bố múc bát kia đấy. Nhà thích ăn con cá to à hay cá bé? Ngon lắm. Ngon lắm, cá chưa? Ngon lắm, cá chưa mà. Trời ơi. Cá chưa hình nhiên đấy. Cá cũng cầm. Không cầm hết rồi. Ngon. Không chỉ cá mà rố đấy. Nói dối trẻ con đấy nhỉ nhỉ. Không muốn cho trẻ con ăn nhỉ. Món này. Món canh cá rô phi với cây mùng và một số loại rau nữa của Khai chế biến ngày hôm nay ấy, thì ăn nó ngọt ngọt này của cây mùng này, xong là đắng đắng của ngọn ớt này, bùi bùi của thịt cá, ăn rất là ngon luôn mọi người. Giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Xin chào mọi người nha. Chào mọi người nha. Chào mọi người nha. Ngon quá anh em nhỉ? Ngon lắm nhỉ.